Cười xỉu anh Bảy ơi, muốn kết nối với em Hoàng Mỹ. Lâu lắm rồi chưa được nắm tay phụ nữ mà nắm rồi không lại buông. Thì cái câu chuyện này như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô thì mong rằng tất cả cô chú anh em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Thì Tiến đã có tiền thêm để đổ xăng làm thiện nguyện. Rồi Tiến xong nước vui vẻ với Hoàng chào hai anh chị nha. Giờ thì anh hồi sáng giờ thì cũng muốn kiếm một người bạn, thì hôm nay có sẵn đây Tiến điện lại cô chủ bán mì đó, thì cũng có lên clip của Tiến rồi thì khán giả cũng đã biết đó. Thì để đây hai người tâm sự coi xem như thế nào, nếu mà được thì chút nữa mình đi về nhà luôn, xem nhà cửa anh luôn cho. Thôi thì để bước vào cái buổi trò chuyện gặp mặt với hai người thì thôi bây giờ xin phép anh chị ha, mình giới thiệu tên đi. Họ tên người tuổi để cho khán giả người ta biết về cái thông tin của mình chút. Mời anh trước đi. Tôi tên Bảy ơi, sinh năm 1970 ở quê ở Đồng Tháp. Anh Bảy Bị ơi. Bảy ơi hả? Anh Bảy ơi. Bị ơi. 55 năm tuổi. 55 tuổi. Đến từ Đồng Tháp. Còn chị? Em tên là Hoàng Mỹ, em ở Đầu Sơn nha. Hoàng Mỹ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh 1976. 49, 49 với 55. Ngon luôn. Cái này được á. Sát một bên luôn. Sát một bên. Nó có vô khuôn khổ gì á. Vô khuôn luôn. Vô khuôn. Ừ. Vô khuôn mà còn đòi hỏi tự nhiên đi. Rồi thì thôi bây giờ mình không có làm mất thời gian của anh chị cũng như mất thời gian của quý vị khán giả. Thì mình dành cho anh chị 20 phút để cho anh chị tự tâm sự đi. Bây giờ vậy nè, bây giờ cái không gian này là của bây giờ của hai người, hai người tự tìm hiểu, cứ trao đổi nhau thẳng thắn, muốn gì cần gì cứ nói thẳng ra. Mình cứ nói chuyện mà mình xoáy vào trọng tâm cái cuộc nói chuyện của mình là mình tìm hiểu. Còn những cái chuyện bên lề thì mình hạn chế, đừng có hỏi làm chi. Mình hỏi những cái cần thiết ở cuộc sống để mình có thể kết nối được hay không. Ha. Rồi thôi mời anh chị mình cứ tự nhiên tâm sự đi. Trời, nãy giờ mày có nhắn không? À, chết cha rồi. Rồi. Rồi, thôi giờ dành 20 phút cho anh chị hai anh chị. Rồi, giờ hai anh chị cứ trao đổi nha, tâm sự ha. Rồi không gian riêng đó gọi đó. Tôi đi ra chỗ khác. Ai người muốn làm thì làm đi. Ở làm ở mạnh dạn ở qua đi. Nào giờ anh nói lên lên chương trình lần đầu. Dạ. 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 Mấy năm nay cha cũng làm chồng cũng mạnh với mẹ, cha đi kiếm được rồi, cha mỗi tuổi già đi lên đây mà anh ngại lắm. Dạ. Nói chung hôm nay em cũng không biết anh Tiến quay chương trình này. Dạ. Em không biết. Em tưởng là anh Tiến hẹn cũng có phê. Anh ơi, bánh làm công việc gì? Anh dùng vụ nấu ăn, mà anh cũng làm vụ bởi vì anh đang vui. Em cũng vậy. Sáng anh Tiến anh đâu có nói là quay chương trình đó mà chị tặng. Tại vì anh chỉ lo làm công việc thôi, chứ ngoài ra đi đầu này đầu kia ít đi lắm. Đi chùa thì nhiều nhưng mà đi đi chơi thì nó ít lắm. Dạ. Anh được mấy cháu rồi? Có một cháu. Cha hai cháu. Dạ. Được cháu bé cha 7 tuổi học lớp 2. Dạ. Mình nói sống chung với anh. Dạ. Anh giả bắt dễ ở nhà. À là anh giả rồi. Giả rồi. À, có cháu chưa? Có cháu 7 tuổi. Dạ, hôm nay anh đến chương trình thì anh em nói lớn cấp mà đấy chứ. Không gian của hai người mà. Dạ. À, tôi tức ông mẹ ông nói chuyện với tôi sáng mà ông cà gung nè. Tôi lại tôi bắt mạch cái coi. Được rồi, đưa tao mạch coi. Trời ơi trời. Rồi bên đây có gung không được coi? Dạ. Mình nắm tay hết cho hết gung coi.
không ra cho hết vung coi chạy à, tí. Có cần đeo kính không, đeo kính đen không, đeo kính đen rồi, cái tiếng không nói chuyện với mình còn ổn cũng vung đó, cứ an tâm đi, mình yêu nhau không cần sợ mưa, mưa rơi chạy lo tâm sự chuyện ngày đi còn mưa. Anh nói là nhà anh Bảy người ta đặt dịch vụ nhà hàng mình đi, người ta đặt tiệc nấu rồi mình đặt cho lợi tại nhà mình đặt đó thì mình nấu bao nhiêu mâm thì mình nấu bao nhiêu mâm đi đó. Ok, cũng được, công việc gì cũng ổn, thì công việc thì ổn nhưng mà không có bữa nào đói hết trơn. Làm nhà hàng sao đói được. Nhưng mà trong cái lúc nấu là đói à, uống nước vậy không à. Dạ. Em làm bánh mì cũng vậy thôi. Cái lúc làm thì dễ nhìn đói lắm, nhưng mà cái lúc xong ở xong thì nó no. Tại vì mặn là nếu như nêm nếm mà ăn nhiều quá cái nêm nó không có ngon. Dạ. Anh nấu thì 80% thôi chứ 100% chưa được, cũng nhờ nhỏ con. Dạ. Chứ mình đâu có chủ quyền mình nói là mình nêm ngon đâu. Dạ. À, đắt không anh? Cũng được, nhưng mà qua dịch tới giờ thì nó ít. Lúc chưa dịch thì nó rất nhiều. Nói chung kinh tế bây giờ thì nó vậy, qua dịch tới giờ ai cũng khó khăn. Vì còn mùa dịch em làm bánh mì đắt lắm. Mùa dịch thì bánh mì thì bên từ thiện người ta đặt nhiều. Dạ không anh, em người ta ít cái đi bán dạo đó, mình đem ra chợ, đi chợ mới mua nhiều. Đem ra chợ nhưng mà phải sợ không, sợ Covid không, sợ chứng Covid. Dạ không, em có đăng ký đàng hoàng, em mà chỉ cần ra chợ thì phải có đăng ký. Anh thì nói chung là anh thợ nấu vậy đó, chứ anh chuyện đã thà lắm chứ không phải như người ta. Dạ. Anh kính người thật lòng. Dạ. Phải biết thương chồng, thương con. Dạ. Anh thích nhậu không? Nhậu thì chắc không có ai bằng anh đâu, tại vì uống không được nhiều thì ra. anh có cờ bạc không? Cờ bạc hả? Dạ. Cờ bạc thì lúc 11, 12 tuổi thì ghiền bài cao lắm, nhưng mà lúc lấy vợ tới sau này bỏ quên mất tiêu, không biết gì chứ. Cái gì cũng biết nhưng dễ xử anh ha. Sợ không biết thôi chứ cái nhưng gì mà cũng thuốc không biết, biết à. Dạ. Hút thuốc là chỉ có một điếu một mà chú Tiến. Rồi. Điếu một là tối ngày hút vô mà phì ra khói, thấy nó không có lợi rồi, thấy sao nghĩ. À, coi như là bỏ không. Tiến con đâu hút thuốc đâu. Cái quan trọng nên nổi có biết đàn bà không? Đàn bà thì chỉ có biết vợ thôi. Có đó được đó. Duy nhất là một người vợ của mình, nhưng mà vợ anh mất rồi, anh rất đau lòng. Mất lâu chưa anh Bảy? 3 năm, tại vì cái duyên số của mình nó tới đó. Bây giờ em hỏi là hồi đó giờ mà trước khi mà chưa có vợ đó, anh có quen bồ bịch gì không? Có quen một người nhưng mà người ta chê mình nghèo. Rồi ta không tới nữa. Người ta tự nhiên người ta nói mình có gợi khác mà mình đâu có đâu. Tự nhiên gợi vô nữa anh có gợi khác rồi anh lo gợi em thì em không có tới lui với anh nữa, thấy gì anh cũng biết luôn. Rồi tới giờ thôi, rồi cứ vợ luôn, tới giờ là không quen anh luôn. Không quen, quen có vợ thôi. Ừ, quen vợ thôi. Nói chung rồi sáng giờ tâm sự anh là anh như này rất là hiền. Anh không chơi, không bời, không gì hết. Để cho ai người anh không, mình phải chăm chứ thêm được. Không phải mà nói nhà nói chuyện với vợ hay với ai ra đường nó khác đang nói chuyện. Thế gì là phải thật thà. Đối với ai cũng vậy chứ. Dạ. Chứ không phải riêng gia đình mình nói chuyện thật, mình đi ra đường mình nói chuyện không đúng không phải. Dạ. Hỏi sâu sâu vô đi. Anh hỏi về cái cuộc sống của chị, ví dụ như là em làm bánh mì sao? Rồi em được mấy người con? Anh hỏi xé vô cái vấn đề. Dạ em được cái gái 12 tuổi. Thì nãy em xuống muộn là do biết con. Bây giờ nói chung ra là hai người mà nếu mà cái thời điểm này nè, mình cứ khu bài ra, mình nói hết những gì để cho nó dễ hơn, sau này nó không có sự mà lắng cắn với nhau. Đó, mình cứ nói hết giờ yêu cầu của anh là như vậy, em có tiếp ứng được không? Còn yêu cầu của em là như vậy đó, cái gì nó quạch tẹt cái đi cho nó dễ xử. Không có gì phải ngại hết. Ví dụ như giờ chị hỏi anh là ví dụ như mình kết nối được với nhau á, thì
cái định hướng cái tương lai anh tính làm sao. Ừ. Đó. Nó thực tế hơn. Bây giờ mình tính tiền duyên đi, thật sự thì hiểu đi cho mới có kết thúc được. Không, nói thí dụ mình hỏi mình phải hỏi. Đấy, trước khi kết nối thì mình phải hỏi. Cũng như là cái dự định trước, nếu mình hai người đến nhau á, ví dụ vậy. Nói chung em với anh Bảy gặp nhau đây cũng là cái duyên. Còn cái vấn đề mà tìm hiểu về lâu dài thì để từ từ đi ha. Từ từ có gì thì tụi em cũng đến chương trình hai anh thôi. Thì đúng rồi. Dạ. Cái những cái nhiều khi có nhiều cái bất tiện không có nên nói ở trên đây. Dạ. Nhưng mà những cái cơ bản mình cần phải hỏi. Dạ. Để mình tìm hiểu nhau, bước đầu nó đỡ bỡ ngỡ. Rồi anh Bảy nói đi, hỏi đi. Rồi không gian của hai người đó cứ ngồi im hoài. Phải hỏi mới được, mình phải tấn công vô anh Bảy. Ông bé anh kia Bảy ơi. Hay không à? Nói chuyện với tiếng hồi sáng mà còn rung mà. Từ nhỏ tới lớn hòa đồng lắm, hiền lắm. Không biết cái chữ thời là tính gì, chữ thời là chữ thời. Nhưng mà trong tính đãi đám cưới đó, đứa nào nam nữ đứa nào cũng thương anh. Để xin phép coi xuất hiện một chút coi. Rồi xuất hiện để làm việc hai người này coi. Minh Quang xin chào quý vị khán giả. Bây giờ để cho hai người, sao ông lạnh quá vậy? Mượn tay chị coi. Để dây đi rồi mình nói chuyện ha. Đó, nắm tay về mình nói chuyện cho nó thân mật mà nó thêm cái phần tự tin ha. Rồi giờ mời anh chị cứ tự nhiên đi. Có gì đâu. Bình thường cũng như là lần đầu tiên bắt tay xã giao thôi. Rồi sao bắt tay chấm ru hoài trời. Ông nói nắm làm như im quá hay sao á, điện nó đang chạy nữa. Bây giờ hỏi nè, hồi khi mà em hỏi anh nè, hồi khi mà bà xã mất bây giờ có nắm được tay phụ nữ nào chưa? Có đi đâu nắm được, có đi chùa không đó. Nhưng mà bây giờ cảm thấy sao? Tôi tức kìa nè. Cái tay có nắm đâu, chỉ giá gợi nó thôi chứ có nắm đâu. Nhưng mà anh thấy trong người sao? Nói thiệt đi. Có cảm động. Nó có điện chạy không? Có điện chạy đó. Có gì chưa? Nó đạp nhanh hơn nãy. Rồi vậy là ơi, được rồi đó. Em. Chứ mà rồi. Anh mà gợi tay phụ nữ mà anh im gu, anh coi anh hỏi câu bình thường là rồi. Tưởng đầu tim nó không đập là rồi. Cái này xong. Là đập liên hồi đúng không? Là liên hồi là rồi đó. Nếu như tim nó im thì nó đâu còn nói chuyện nữa. Rồi chị thấy sao? Thấy rồi, dễ thương thiệt. Tôi chấm rồi đó, mà không biết bên kia có chấm không biết. Giờ bao năm ở không, nay được anh ấy nắm tay cảm thấy sao? Ông cho hai người cười không? Ông ngứa nó mũi sao nghe quẹt. Rồi giờ sao? Hai người thấy chị gì quên rồi. Tên gì? Quên rồi. Tên em tên Hoàng. Hoàng. Bây giờ anh thấy cô Hoàng sao? Cũng được không? Bây giờ nè, hỏi chấm nè, cho bao nhiêu điểm? Cái này về đứa làm nhà hàng, đứa làm bánh mì, hỏi đặt bánh mì ngoài ha. Ngon luôn. Mới gặp lần đầu thì mình chấm 5 điểm đi, người từ từ hóa cho lên, chứ đứng không mình lên 9 điểm. Rồi Hoàng thấy sao? Thấy anh cũng hiền thiệt. Thấy nếu mà so thấy cái mẫu người đàn ông về được mấy điểm? Thì nói chung thì anh thấy anh cũng sạch sẽ, sạch sẽ lịch sự chuẩn. Anh thì anh nói được em cũng mến, nhưng còn cái gì đó thì từ từ mới tới. Còn nắm chặt chưa, coi ông làm ông gác không? Anh rồi đánh tình rất là dễ, nhưng mà gác tay không à? Có cơ hội ta nắm dạ. Đi siết vô cái này theo như thế này là em chỉ hơi khó tính tí. Không, anh thì nói dễ chứ cũng không phải là dễ, tùy theo chuyện gì ai làm sai với mình thì mình phải nói, mình phải sửa. Khó để là không có gì mới được. Không phải là người ta làm em có ở đây là gì? Nếu mà bước thêm bước nữa, giờ nó cũng già rồi, bốn mấy rồi, 50 rồi, thì mình chậm mà nó chắc. Ví dụ như nói chung mình đòi hỏi người ta hoàn hảo là cờ bạc nó cho nó biết, thì mình đòi hỏi gì hơi quá. Nhưng cái gì đó thì nó biết tiết chế rồi biết dừng. Đó. Thì hợp với nhau thì nương tựa nhau hết quãng đời còn lại, có trách nhiệm với nhau là được rồi. Cũng chưa có già 49 dạ. Bước qua 53 bước lại nữa. Nhưng chưa mà già. Thấy thì cái thời đại 4.0 này nó hiếm có người như anh đó, anh bảo đảm. Dạ. 90% đúng rồi.
em cái em thì có cái tấm ham làm, ham làm. Em công việc của em là ham làm, còn cái tấm của anh ngộ lắm, anh rất là ham bắt hồ. Cũng ham làm đó đó. Không làm sao có bắt hồ đây. Cũng ham làm đó đó. Thì là dạ. Thì nói vậy đi cho nó vui vui chút xíu. Em thì có một mẹ một con, thì bé em năm nay cũng không ẩm hồng gì, nhưng mà vì con em là con gái, nếu em bước thêm bước nữa thì em cũng cần tìm một người là chuẩn chạc để hồ phải làm cha cho con em nữa. Gái một con ở nhà trong mòn con mắt á. Giá hai con mắc lậu các bạn. Rồi cứ thử xử lý đi. Cái này là thật sự là nói là anh là thợ nấu, bên đây là bánh mì. Sau này đám tiệc khỏi cần bánh mì ai của nhà mình bán luôn rất là lời. Có nấu là gu quá, có nấu là gu đại khách có bánh mì sẵn luôn. Ừ. Khỏi phải đi không mua. Có là êm luôn đó. Giờ thì cái món ăn bây giờ nấu là gu nó rất ngán, ta nấu chi muội nó chua chua ngọt ngọt á, dễ ăn lắm, chấm bánh mì. Thôi bây giờ mình trở lại cái vấn đề dễ ăn này nè, chứ còn lá gu bánh mì đó thì cái chuyện đó ngoài lề. Thì mình nói tiếu tiếu gì đây cho nó dông dài chút. Không, mình chú tâm đi, thời gian nó cũng có giới hạn, mình tìm hiểu trước cái đi, và những cái đó mình sau này hai người cho số đó về. Khoan, bây giờ mình hỏi cái câu này cho nó rõ ràng nè. Bây giờ như bây giờ bên đây có con, một đứa con đó, thường thường nó nói là thương mẹ thì phải bế con. Anh có chịu bế không? Thương mẹ phải bế con đúng rồi, nhưng mà mình cho thời gian tìm hiểu đi. Chứ không bế con mình cũng bỏ đâu thì được. Không phải ý cái người phụ nữ người ta cũng muốn rõ ràng. Có nghĩa là tìm hiểu là tìm hiểu. Nhưng mà người ta có chắc không để tìm hiểu với anh, rồi sau này lỡ trong cái thời gian tìm hiểu ta thương, ta phát sinh thương anh, rồi anh tới lúc đó anh nói thôi em có con rồi sao, ví dụ vậy. Đúng rồi. Cái gì nó không phải rõ ràng. Hà nói trước anh đi. Nói trước. Thì anh có đồng ý là em Hoàng bên đây là có một đứa con nhỏ. Anh có, nếu mà thương mẹ thì anh có đồng ý thương con luôn không? Đặng người ta biết, người ta mới tiến tới em làm bạn. Em hỏi câu đó mới đúng. Em hỏi. Thôi sao hỏi thẳng đây đi. Thẳng vậy đó. Còn cái chuyện mà để tìm hiểu sau là cái câu sau. Cái câu này phải chắc cú. Cái đó là tìm hiểu, để bước cái bước đầu mà. Để khi mà đã hai người đã thương nhau đó, cái nói giờ có con em nó hơi khó đó, lúc đó nó mất công nữa. Mất công mình phải đi tìm hiểu không? Tìm hiểu nữa, thà là nói thẳng ra. Còn cái chuyện tìm hiểu là tìm hiểu sau. Bây giờ em nói với anh là thật sự nó đợi giờ mà anh kiếm một người vợ mà không có con là chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà quan trọng bây giờ á, người đó thương yêu mình thật lòng, siêng năng, chỉ biết lo làm để kiếm tiền là nó khó lắm đó. Còn người phụ nữ mà thương anh á, mà vì tiền thì thiếu gì nhóc. Bây giờ gì nè, hỏi bây giờ rút lại đi. Bây giờ anh có là đồng ý là thương mẹ là thương con luôn không? Còn nếu mà không thương, cái này là cái quan trọng nhất đó nha. Không thương bỏ tay ra chứ làm gì nắm hoài. Đúng rồi, thương mẹ phải bế con, nhưng mà mình cũng cho thời gian đi trả lời sao. Thì cái chuyện đó là cái chuyện phải tìm hiểu. Tìm hiểu là tìm hiểu. Còn cái quan trọng đây là anh chấp nhận có mượn con để chung sống với anh không? Tự nhiên người ta là phụ nữ. Anh phải nói vậy đặng người ta mới có can đảm người ta tìm hiểu với anh. Còn không người ta đỡ mất thời gian. Chấp nhận thôi. Mình không chấp nhận. Còn bây giờ mình bỏ cũng không được, còn con có. Đúng rồi, ai cũng có con chứ rồi. Mà bây giờ em nói anh nè, thật sự ra nói con của mình hay là con của vợ gì cũng vậy, anh thương nó là nó thương anh thôi. Đúng rồi, mà mình không có con hoàng dưỡng là mình ghét nó làm gì, nó ghét mình. Không, bây giờ con hoàng dưỡng nè, đó không có bây giờ nè. Nói chung con em á, bảy không, nó cũng học lớp 6 rồi. Cũng không cần ẩm bồng gì đâu. Nhưng mà điều nó cần là cần có như anh sau này hai đứa mình mà thành với nhau về một nhà thì con em nó phải kêu anh bằng ba, chứ kêu bằng cậu bằng dưỡng em cũng không chịu. Đúng rồi. Tại một cái gia đình thì nó phải cho rõ ràng. Không, mà nói đúng đó. Nếu như anh kêu bằng dưỡng hay bằng chú hay bằng gì thì nó có cái khoảng cách. Dạ đúng rồi. Chính xác. Vì con em nó 12 năm không có cha rồi. 12 năm. Không, mà bé dễ thương lắm, ngoan lắm. 12 năm điện dữ lắm không? Nãy giờ nắm để hoài luôn kìa, ấm lòng. Dạ kêu ông buồn không buồn. Kêu ông buồn. À, dạ buồn. Nó chơi chứ bây giờ cái câu chứng nhất ở đây nói thì nói giỡn nha, nói thiệt nha, là cái câu quan trọng là gì con? Anh chấp nhận thì bắt đầu mới tìm hiểu nữa. Với phụ nữ nói bố ban đầu mà ông nói về con ông lành lành lành, người ta cũng đâu tìm hiểu anh được.
đúng không? Cái quan trọng cho đó. Đó. Cái chương trình của tôi á là muốn đem lại cái sự hạnh phúc, một cái niềm vui cho đôi bên. Yeah. Nên thành ra muốn cái gì nó cũng phải rõ ràng. Yeah, ví dụ như bước đầu tiên mình tìm hiểu là tìm hiểu đúng không? Nhưng mà mình phải nó chắc có một cái gì đó, một cái định hướng gì cụ thể một chút để cho cái người nữ người ta có cái lòng tin để người ta làm mới quen với mình. Mới an tâm mới làm quen với anh được chứ. Rồi anh thời gian mà anh không cho cái gì an tâm trơn nó thôi ông nội này vừa tìm hiểu mất công. Anh cũng 55 tuổi. Em Hoàng cũng 49 tuổi rồi, cũng là hơn nửa đời người rồi. Bây giờ mình cứ chờ đợi hoài thì nghĩ là anh lớn tuổi em không thích không nói. Em cái tình cảm thì em cần người lớn hơn em, dù anh có lớn hơn em 50 tuổi nữa cũng không sao hết. Nhưng mà quan trọng là cái tình cảm nó hợp nhau hơn thôi. Chứ còn cái tuổi tác thì em không quan trọng. Chứ anh cũng coi nhiều chương trình lắm. Có người cần tuyển chồng nhỏ hơn không, còn anh chịu. Thì anh không có chịu, anh lớn mà anh tuyển vợ phải nhỏ hơn vài tuổi anh mới chịu, chứ còn lớn tuổi anh không chịu, dù cho cô ấy có kinh tế anh cũng không chịu. Thì anh em mình gặp ở đây cũng có duyên đó anh đại. Nếu như mình kết nhau làm bạn đi, thì cái gì từ từ rồi cái thì vậy rồi nếu như mình gấp gáp á, thì nó mai mốt không có vui vẻ. Dạ. Thì nếu mình trò chuyện nha, mình thấy hợp nè, lát là hai người tự cho số. Mình cho số rồi về nhà tối quẩn hay là lúc nào vừa quẩn đó, mình có thể gọi Zalo thấy hình rồi mình tâm sự, mình trao đổi thêm. Đó. Chứ đâu có nhất thiết là mình gặp trên đây là phải thành đâu. Thì vậy cái gì cũng phải. Nhưng mà mình nói chuyện, tất cả chúng ta đều đã lớn hết rồi. Khi mà mình nói chuyện về cái vấn đề nó phải nghiêm túc một chút. Nó phải đi sâu vào cái vấn đề tìm hiểu với nhau. Nếu được thì anh cũng vậy, mà bên em Hoàng cũng vậy. Mới có niềm tin để mình kết bạn, mình trao đổi thêm chứ. Chứ còn nếu mà nói chuyện để chơi, nó giống chuyện nói chuyện để là bạn bè chơi thì nó mất thời gian. Nhiều khi nó không phải là đi tìm bạn ghét. Mình đi kết nối thì mình phải cho nó đúng là cái người mình đi kết nối mình thật sự cần tìm. Cái người để mình sát cánh với nhau đi hết cái quãng đời còn lại. Đó, nó thật sự nghiêm túc. Thì bây giờ hai người muốn nói thêm gì nói đi, nói sâu vào cái vấn đề cuộc sống á. Rồi ấy là nếu mình cảm thấy được thì mời về nhà thăm nhà luôn. Quyết định chứ rồi cái chuyện mà mình cảm thấy mình dễ tí anh thích là có khoảng là 70%. Không có ý nói gì đó. Điện thoại đi rồi mình từ từ tìm hiểu chứ còn tới nhà thì chưa tới được. Thẳng từ từ đi chút tiếng này. Không biết em nói vậy đó, còn có đó quyền quyết định của anh. Nhưng mà anh muốn đi thăm lò bánh mì anh xác minh có xe luôn, có xe sẵn rồi mình đi xác minh đi thăm lò bánh mì trước. Đâu có được cái đường nó chạy thẳng thuận tiện đường về nhà. Rồi sẵn nếu mà đi về thăm nhà của bên đây xác minh luôn. Tại vì cho nó rõ ràng. Tiêu chí của em nghĩ như là em cũng không biết em là kinh tế làm sao, lẽ em nghèo cô Hoàng sao, nếu như mình người Nam mà mình đi tới nhà mới lần đầu thấy kỳ lắm, từ từ đi. Không, mình đi kết nối để Minh Hoàng nói cho anh nghe. Mình đi kết nối, nếu mà một người phụ nữ người ta đồng ý kết nối với anh, người ta nhìn không phải là người ta nhìn cái vẻ bề ngoài của anh. Và cũng không phải là người ta anh có của có gì người ta mới thương anh. Nếu mà cái tình yêu thương thật lòng, nhìn qua ánh mắt, nhìn qua con người, cái cách nói chuyện của anh là người ta đã thương anh rồi. Rung động là... Còn chứ cái vấn đề mà tài chính á, nó cũng quan trọng. Dạ, nhưng mà cái tiền coi đặt nhanh mà. em thấy như vậy, anh Bảy nó cũng đúng. Thì mới gặp nhau đây thì mình cứ coi như gặp nhau làm bạn đi. Thì anh em mình trò chuyện để hiểu nhau thêm. Đó, còn khi nào mà nói em hai đứa em mà thống nhất với nhau đó thì em nhờ hai anh không lúc phải anh sẽ ví dụ nè, em đi lên nhảnh chơi một bữa tham quan rồi lúc đó gì nhắc về nhà bên đây chơi không đâu, anh tính biết ví dụ như hợp nhau thì bắt đầu hãy thống nhất tới chuyện đó. Dạ đúng rồi, nghe điện thoại con đây nè.
Rồi bây giờ thôi, thời gian nó cũng có giới hạn, bây giờ rút lại. Anh Bảy với lại chị Hoàng nè, hai người có đồng ý là mình hẹn hò. Bước đầu là hẹn hò để tìm hiểu không? Anh Bảy nói trước đi. Là sao? Thì bây giờ có xin số để hẹn hò. Xin số đó. Thì xin số nãy giờ tôi có nói mà. Xin số để hẹn hò. Quyết định hẹn hò đó. Còn chị Hoàng thấy sao? Thì để hai em tìm hiểu thì tùy. Có, mình có quyết định cho số để tìm hiểu không? Dạ có. Rồi, có thì lát hai người tự cho số đi. Tự cho số, tự kết bạn Zalo đi. Tự kết bạn Zalo đi nha. Khỏi cần xin qua ai cho ta. Khỏi cần xin qua ai. Chút xíu đi, chút xíu đi. Trời ơi, chưa. Dẫn gì? Nôn dữ hả? Đi mượn thợ móc xin liền. Chưa. Chút xíu đi, chừng nào tắt hả? Chứ đọc trên đây không được. Đọc này lỡ anh nào anh thấy cái anh. Anh hớt tại trên. Anh hớt tại trên lúc đó rồi khóc đó nha. Đúng là tiếng người cứu anh nha. Rồi thôi bây giờ. Đi. Bây giờ mình rút lại cái nữa nè. Ở bên đây ảnh nói ảnh cũng có con, ảnh bỏ con ảnh không được. Đúng rồi, rồi có con cái có trách nhiệm chứ. Bên em Hoàng cũng vậy, cũng có một đứa con cũng bỏ con không được, con nhỏ. Thì bây giờ cái vấn đề này hai người có thể cho một cái câu trả lời thỏa đáng trên đây đi. Theo em như là ảnh có con, em có ngại điều gì không? Dạ không, anh từng tuổi này là phải có con thôi. Ví dụ như ảnh đứa em đứa thì cứ như là hai đứa con vậy thôi. Hơi hợp đó. Còn anh nè. Còn anh sao? Anh Bảy đó sao? Anh mấy đứa con? Anh thì cũng có đứa con. Đứa ở thì đó tối thì mai mốt mình lỡ có gì chung một nhà thì cái gì muốn cho con em bao nhiêu thì em nói, cho con anh bao nhiêu thì anh nói. Chứ đừng có giấu giếm. Đúng rồi. Đúng rồi, cái đó là chính xác, là cái chuyện rõ ràng. Anh thầy tà lắm. Còn anh Bảy nhiêu tuổi rồi? 33 có tuổi. Trời ơi, có xui rồi. Lớn nhưng rồi. Nhưng mà bây giờ thì cuộc sống thì không mà anh có nói chuyện với con của anh Bảy rồi, rất là anh, biết chuyện, rất là dễ thương cho con anh. Lo thì lo cái đầu óc thôi chứ còn tiền bạc thì nó tự làm, tại vì cũng ổn định mà, thành ra anh không có lo tiền bạc. Còn bây giờ thì bên đây chỉ có đứa con gái nhỏ nữa. Quá lớn lên anh gã Hàn Quốc hai chồng ngồi chén ngoảy uống nước trà đi. Con em còn nhỏ, lớn em nó dẫn đi Hàn Quốc không hề lâu rồi. Nó thấy không, là trên đúc đó anh ngồi nè. Ủa, thuốc à, phiền phà hút thuốc uống bia là cái tiếng biết đâu lúc đó, phải hút thuốc. Bia rồi ngủ. Lúc đó xanh tạc hả? Lúc đó có tiền gã Hàn Quốc là hai vợ chồng chỉ ngồi ăn không, chả đi chơi thôi, du lịch thôi. Con gái sống Hàn Quốc bắt đầu gửi tiền về cái hai ông bà tối ngày cứ đi chơi rồi phiền phà thuốc lá ha. Anh nói thiệt anh, cuộc sống của em nó đã khổ nhiều hồi đó, thời gian đó. Như bây giờ ví dụ như mình bằng có kinh tế cỡ nào mình vẫn sống bình thường, không có tánh rồi, nãy giờ tưởng đâu ảnh nhiều con hay là sao phải không? Này con lớn rồi, có gia đình rồi, trời giờ chỉ còn có người con gái nhỏ bên đây nữa thôi à. Ôi trời, hai người làm không lẽ anh lo cho đứa nhỏ không được? Cuộc sống của anh là anh làm viên không mà, không phải mình riêng tư, nhưng mà con nói cha làm cha bỏ túi đi. Con này con cho cha chứ con không có lấy tiền của cha được. Tại con phải sắp xếp như vậy chứ mình cha mình không có sắp xếp nữa. Con kêu lên chương trình tìm tìm dễ thương đó. Con đang nghĩ đó. Con đang nghĩ đi luôn hả? Gái dắt để dễ thương luôn. Con gái hả? Đi mà để trốn nhà đi chuyện phức tạp anh không chịu đâu. Gái kêu đó. Có cháu chưa? Con cháu ngoại 7 tuổi nó. Ôi trời, vậy là quá trời hạnh phúc rồi. Con gái kêu đi kiếm nữa yêu thương nữa, nay đem về cho người mẹ nữa luôn. Tuyệt vời. Quá ngon lành luôn. ngon. Rồi, thôi bây giờ ấy mình trao nhau cái nhìn điện chớp chút xíu rồi nắm tay để mình chia tay khán giả nè. Đâu mình đàn ông mình mạnh dạn lên có đâu có ông dùng da là muốn bắt tay một ngày nó bắt tay cái đi có gì đâu đó đại nguyên khoan nắm lại coi giờ hai mắt nhìn nhau coi đúng khoan. Rồi rồi đó đúng rồi, rồi. Nắm tay cho nó không muốn buồn cái rồi bây giờ thì hai người đã thống nhất cho số để mình về mình tìm hiểu ha. Rồi thì chương trình cũng xin chân thành cảm ơn anh với chị ha. Cũng chúc cho anh chị
được nhiều may mắn, tìm hiểu với nhau nó đi đến cái kết quả thành công. Anh em tụi tôi cũng rất là vui. Nếu mà có nhớ anh em á thì tới cái ngày đó nhớ mời anh em tới. Cái này làm đám cưới tới tự mự bàn đó. Không ít đâu nghe, mự bàn đó. Giờ hai anh em mình đi ra làm sao, đứng đàn, bên đàn gái bên đàn trai chào quý vị khán giả một cái. Bây giờ ông ở bên đàn gái đi quay. Chị nói ông là ông xui bên đàn gái nghe. Tôi đâu bên đàn trai. Bây giờ Minh Hoàng và Tiến sông nước vui vẻ. Xin chào quý vị khán giả để mình kết thúc video đây ha. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Chúc hai anh chị tìm hiểu với nhau gắn bó nè. Bye bye. Chào quý vị khán giả. Bye bye. Gắn rồi sao mà cá bơ cạch mà cặp này vô thành công nha. Để mà mình tổ chức một cái đám cưới cho nó hoành tráng nữa nha.